mọi người, mình là Quỳnh Như đến từ công ty Farmit, một công ty chuyên sản xuất và phân phối các thiết bị nuôi thủy hải sản. Thì ngày hôm nay Quỳnh Như sẽ giới thiệu cho mọi người đến một cái sản phẩm rất là quan trọng và cần thiết trong ao nuôi tôm nào cũng phải có, đó là hố si phong. Đặc biệt ở đây là hố si phong hình dạng phễu. Đây, mọi người có thể nhìn thấy, đây là hố si phong hình dạng phễu có cái độ nghiêng là 45 độ, giúp có thể là hút tất cả các chất thải bẩn. Cụ thể ở đây là vỏ tôm nè, phân tôm, thức ăn dư thừa, các mầm bệnh, thì các chất thải này sẽ được đút ra ngoài nhờ hố si phong này, giúp đảm bảo là cái môi trường nước tốt hơn, giúp tôm mau lớn, đạt đầu con hơn. Tôm sẽ lọt xác thì vỏ tôm nó sẽ làm dơ cái đáy. Bên trong cái hố là được tráng một cái lớp men đó mọi người. Thành ra là cái lớp men này có nhiệm vụ là tạo cái độ trơn láng, không có bám bẩn chất dơ này, dễ dàng mình có thể trôi hút các chất bùn này nè. Đây, thấy không? Mọi người nhìn thấy không? Trơn láng rất là dễ, chỉ cần cái dùng cái lực nước mạnh là sẽ tạo được cái độ sạch rồi. Tôm mà nó chưa có chết hẳn, nó yếu, nó còn mình có thể dục ra những cái vuông ra đất ha, tận dụng nuôi. Và tôm si phong này hàng ngày xả ra mình cũng có thể tận dụng để bán, do là cái đặc thù tôm nó tuôn ra, nó không có lực cản, không có bầu quạt, không có gãy chặt chém gì, con tôm nó chỉ là tuôn hút con những cái con tôm còi cọc yếu ra luôn như thế này thôi. Rồi vừa gọi là Quỳnh Như đã cho mọi người thấy là cái ưu điểm của hố si phong Farmit sản xuất là trơn láng nè, dễ vệ sinh, dễ hút chất bẩn ra khỏi ao, dễ như thế nào đúng không? Thì cái việc là loại bỏ cái chất thải ra khỏi ao nó đem đến lợi ích thiết thực cho người nuôi, là từ mình sẽ không phải là sử dụng nhiều hóa chất để xử lý nước nè, xử lý nền nè, và tôm nó sẽ có được cái môi trường nước tốt nhất để mà phát triển. Thì mọi người có thêm cái thắc mắc hoặc là có thêm cái ý tưởng gì, cái clip gì đó thì mọi người có thể comment bên dưới, Quỳnh Như sẽ tiếp tục giải đáp cho mọi người nha. Và nếu có nhu cầu mua hàng hoặc là tư vấn về sản phẩm hố si phong do Farmit sản xuất thì mọi người hãy liên hệ số hotline 0899 199 700 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Và clip đến đây là kết thúc. Quỳnh Như xin chào và hẹn gặp lại.